Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn cái món thịt bò xay cùng với lá tía tô. Tương tự như cái món thịt bò cuốn lá lốt, nhưng mà xứ lạnh của mình thì không có trồng được lá lốt. Vườn mình toàn là lá tía tô, cho nên mình làm món này để ăn với cơm. Bây giờ mình mời các bạn theo dõi. Trước tiên là mình chuẩn bị đồ ướp, gồm có là 2 muỗng canh hành tím, 2 muỗng canh sả bầm, 1/2 muỗng canh tỏi. Nếu mà mình không có bầm tay thì mình bỏ vô máy để cho nó xay nhuyễn cho mình. Tiếp theo mình sẽ chuẩn bị gia vị đồ ướp. Thì mình sẽ xài nước mắm. Nếu mà các bạn không thích nước mắm thì khỏi bỏ vô, bỏ tăng nước tương lên. Nước mắm mình sẽ xài là 1 muỗng canh nước mắm. Này mình lấy lộn cái muỗng này, lát mình đổi. Rồi 1 muỗng cà phê nước tương. Đổ nó hơi tràn đầy. Lát mình bớt cái nước mắm lại. Rồi nửa muỗng canh dầu hào. Chữ hào này mình viết theo cái con hào. Và nửa muỗng canh rượu gạo. Rượu này là rượu ngọt, cái thành phần alcohol của nó cũng thấp. Các bạn không có thì các bạn xài rượu thường, cũng rượu trắng để nấu ăn á. Rồi mình cho vô nửa muỗng tiêu, 1/4 muỗng ngũ vị hương. Ít thôi, đừng cái mùi nó nồng quá. Rồi 1 muỗng cà phê ớt bột. Mấy cái này cũng không có cần chính xác lắm, bạn tùy theo cái khẩu vị gia đình mình mà nêm nếm. Chỉ có mặn đó là cần nó, chứ mặn quá thì khó ăn. Đường, bột ngọt, bột nêm là tùy ý. Mình thì không có xài. Số lượng thịt bò của mình là thịt bò 700g thịt bò xay, gồm có 85% là thịt, còn 15% là mỡ. Cho nên mình không có bỏ thêm mỡ hay dầu gì. Cho thêm tiêu vô. Mình dùng cái muỗng để mình đánh nó cho nó dai cái thịt lên, với lại nó cho nó thấm. Nếu mà mình gói liền á thì mình có thể mình gói liền, còn không á thì sau khi đánh xong á mình đậy lại, mình để trong tủ lạnh đến khi nào xài thì đem ra. Lá lốt á thì lá tía tô xin lỗi, là mình xài 65 lá. Mình phải lựa cái lá thật là to để mình có thể cúng được. Lá mình phải rửa cho sạch, cắt cái cuộn đi, tại vì mình không có cần cái cuộn. Chuẩn bị là mình xếp nó hai bên lại, hai cái bên mí đó mình để cái màu tím ra ngoài, tức là cái phần bề trái á. Thực ra cũng không cần thiết, là bởi vì khi mình nướng xong á thì màu tím màu xanh gì nó cũng đen đen hết trơn à. Nhưng mà khi mà nó còn sống á thì nhìn đẹp, cái màu tím nó đẹp hơn á. Với lại lá tía tô không phải hồi nào cũng giống nhau á. Có nhiều khi cái lá màu hồng màu tím nó hai mặt luôn. Có khi thì nó xanh. Nó thành ra cái này thì mình nói thêm thôi. Vì lá tía tô này nó không có nằm trên cái mặt phẳng. Nó quặn, nó quẹo, nó rất là khó gói. Thành ra tốt hơn hết đó là mình để cho nó héo héo rồi mình xếp mí nó mới dễ, còn không á là khó, rất là khó gói. Còn có thể là mình bỏ microwave để cho nó mềm ra, nhưng mà khi mình bỏ microwave á là cái màu tím nó biến mất. Để cho thịt gói dễ thì các bạn có thể bỏ thịt vô trong cái bao ni lông, mình cắt cái lỗ rồi mình bóp nó ra. Còn không á thì mình vò viên trước, mình làm như thành một cái hình khối, mình để sẵn để mình gói cho nó lẻ với lại nó đều nhau. Mình vò viên trước, vò viên rồi mình lăn ra thành ra cái ống á.
cứ gói cho đến khi mà cho nó hết thôi, là sáu cỡ gần 65 cái á. Bây giờ mình chiếu nhanh như chỗ này, lẽ ra chỉ cần là một vài cúng thôi, nhưng mà nếu mà có một vài cúng thì những cái video ngắn tỉnh nè, thành ra các bạn chịu khó dòm còn thôi lượt qua ở phần này. Lá nó cũng không có phải là luôn luôn có cái lá lành cho mình, nó lủng nó rồi tùm lum. Có thể là bà nếu mà gặp lá lủng nhiều á thì mình lấy hai cái lá mình chồng vào nhau cũng được, chỉ lấy cái nó giữ lại chút với cho nó giữ nước ngọt á. Rồi coi như là cũng xong cái phần cúng lá này thì mình chuẩn bị đi nướng. Các bạn có thể ghim lại lấy cái tăm mà tre để nướng thịt, mình có thể xâu lại với nhau mình nướng. Còn hôm nay ấy, mình nướng bằng cái lò air fryer, thành ra mình không có cần, mình chỉ sắp vô vỉ thôi. Nướng ở trong cái vỉ của air fryer thì mình các bạn cẩn thận, nếu mà tùy cái lò mình lót đồ ở dưới, tại vì nó sẽ chảy mỡ ra rất nhiều. Mình nướng thì mình làm hai tầng luôn, cái trên rớt xuống cái dưới, thì mỗi mỗi cái vỉ đó là cỡ là 10 phút 5 phút á, thì mình trở mặt mình nướng nó là ở cái nhiệt độ là 400 độ áp, tức là cỡ 200 độ C, vì cái đây mỡ rất là nhiều, thành ra nếu mà bạn nướng nướng lâu là cái miếng thịt nó rất là khô, ra nướng ở trong vòng 10 phút trở lại thôi. Rồi chỉ có vậy đó, rồi mình có thể mình ăn cơm với hoặc bún hoặc bánh hỏi, hoặc là mình bỏ cho mình cuốn bánh tráng, rồi kèm theo là đậu phụng rang, bạn muốn bỏ nhiều bỏ ít cũng được, rồi dưa chua. Rồi thì cái này có thì làm sẵn, không có cũng không cần thiết, tùy các bạn muốn ăn cái gì kèm á, thì kèm. Chỉ đơn cái giản đơn giản vậy thôi mình chia sẻ với các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.